Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Thì đến với shop em hôm nay thì em có một cái dòng máy chuyên về câu tôm. Thì nói chung mùa này cũng tới mùa tôm rồi nha cả nhà. Thì cái con máy này hiện tại có thể là giá là rẻ nhất thị trường luôn, một con máy câu mà vừa có máy mà vừa có dây mà rẻ nhất thị trường luôn nha cả nhà. Đó, con máy này có tên là AK 2000, xin lỗi, AK 200. Hồi xưa thì có là AK 47, còn bây giờ là AK 200 nha cả nhà. AK 47 là súng súng AK, còn cái máy AK 200 là cái máy size 200, ok chưa? Đó, thì ở trong đây á cái máy của mình á là Made in China ha, hàng Trung Quốc. Thì nó đã vô sẵn cho mình, nó xả vô sẵn cho mình đôi mét dây ta, cỡ cỡ 100 mét dây rồi nghe cả nhà. Trong đây nó cỡ vô được cỡ 100 mét dây rồi. Thì câu tôm mà anh em câu chừng vài chục mét là dư sức rồi, không cần phải nhiều đâu. Đó, thì cái máy này hiện tại bên shop bán ra với giá là 35.000 một máy, 35.000 một máy. Thì máy này nó chuyên về tôm, anh em mua để câu cá nhỏ vẫn được nha, anh em mua để câu cá nhỏ vẫn được. Đó, cái máy nó có một màu thôi, là thân thân đây màu đen, cái cối ở đây màu cam cam, dây thì màu trắng, dây màu trắng nha. Thì ở đây cái cuộn này nó cỡ 100 mét, trong đây nó cỡ 100 mét dây này cả nhà, anh em câu thoải mái luôn ha. Câu tôm mà với lại câu cá nhỏ thì cỡ này là thoải mái rồi. Đó, máy rất là gọn nhỏ nha, size 200 mà. Đó, máy thì nó vẫn có chức năng là hai chiều, tức là quay tới quay tới, nhưng mà để hai chiều thì quay lui, tới lui gì cũng được ha. Đó, chức năng là đổi chiều nè, chức năng đổi tay quay, anh em muốn để bên nào cũng được luôn, bên trái hay bên phải gì đều được hết. Đó, mà đặc biệt là máy đã có sẵn dây rồi, với giá là 35.000 một máy nha cả nhà, 35.000 một máy. Tiếng xả bu in của máy nè. Thì nói chung hàng này là hàng gọi là rẻ tiền nhất luôn rồi, không còn cái máy nào rẻ hơn được. Chỉ có 35.000 một cái máy câu gồm có sẵn 100 mét dây. Đó, cái máy có tên là AK 200, máy này chuyên về câu tôm nha, chuyên về câu tôm. Đó, thì anh em nào muốn đặt á, thì cứ liên hệ cho em ha, liên hệ hai số điện thoại em để trên màn hình đó, có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo hoặc là nhắn tin Facebook hoặc là bình luận dưới clip, cách nào cũng được hết, chỉ cần để lại thông tin là bên em sẽ chốt đơn, nhận đơn, chốt đơn, chuyển hàng, khi nào nhận được hàng kiểm tra mới thanh toán tiền, ok chưa? Nếu mà nhận hàng kiểm tra máy còn ok như thế này nè, nguyên vẹn như thế này nè, thì nhận hàng xong kiểm tra xong thanh toán, ok chưa? Đó, cái máy chỉ có là 35.000 một cái thôi nha cả nhà, siêu rẻ luôn. Thì nói chung cái giá này là gọi là giá hỗ trợ mùa dịch luôn á. Thì bình thường những con máy này thị trường bán ra với giá là 55.000, 50.000 hoặc là 40, 45. Nhưng đối với shop em hôm nay em bán với giá là 35.000, ok chưa? Đó, em bán 35.000 thôi. Anh em nào nói em bán phá giá em chịu, em chịu, nhưng mà em bán 35.000 thì cái máy này nó quá rẻ rồi, mình bán cao cũng vậy thôi, mình bán giá rẻ chút xíu cho anh em chơi ha. Rồi anh em nào có đặt hàng một máy hai máy, còn anh em nào lấy số lượng nhiều 5-10 máy em sẽ có giá tốt hơn nữa. Ví dụ như anh em lấy một lần 5 máy, 10 máy, 15 máy, 20 máy thì em sẽ có giá tốt hơn nữa nha. Còn bình thường bán ra một con như vậy là 35.000, anh em lấy chục con có 350 à. Quá rẻ luôn. Thì anh em đi câu tôm mà, mình về mình câu tôm á thì một lần câu cũng 5 4 5 cây, để xung quanh vậy đó, tôm nó ăn cây nào mình kéo cây đó. Đó, anh em lấy một lần một chục máy như vậy nó cũng có chỉ có 350 thôi, quá rẻ ha. Một chục máy như thế này nó chỉ bằng một cái con máy bình thường thôi, 300 mấy, 400 á. Rồi ok, anh em nào có đặt hàng thì cứ liên hệ giùm em ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình một clip tiếp theo.